Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách mở cái file SHS này. Thì hiện tại máy không thể đọc được và chúng ta sẽ tiến hành mở như sau. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở. Ví dụ như bây giờ mình mở cái file này, ví dụ một cái file bất kỳ nhé, thì mở vào nó không đọc được. Đấy, thì bạn mở sang Word này. Đó. Các bạn mở sang Word này. Thì đọc mở Word lên, Word vẫn chạy lên được. Mở ra thì nó báo lỗi như này. Đấy, không thể đọc được. Đây là một cái file định dạng SHS của khi các bạn chạy trên hệ điều hành Windows XP ấy. Đấy, nhiều bạn trước đó chạy Windows XP. Được chưa? Rất là lâu rồi. Đấy. Và các bạn chạy thì nó sẽ ra những cái file đấy, được chưa? Đấy. Trước đó Windows XP chủ yếu chạy trên nền tảng Office, có nghĩa là chạy Windows XP. Cài đặt Office 2003 là nhiều ấy, được chưa? Đấy, cái thời soạn 2003 về các bạn muốn đọc được thì cũng rất là khó. Thì để đọc được cái file này thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên các bạn sẽ copy một cái file dưới cái đường link description video của mình ấy. Các bạn cho vào trong thư mục gốc. Đối với phiên bản x86 các bạn xem đây là x64, sẽ có nghĩa là có program file và program file x86. Thì mình đây là phiên bản 64 bit, thì mình sẽ vào trong phần system ship 64, sau đó mình sẽ paste cái file này ở ngoài này. Mình sẽ dán thùng dán cái file này đó ra, sau đó mình sẽ chạy cái file .exe này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thử đọc xem nó có đọc được không nha các bạn nhá. Đó. Vậy chúng ta sẽ mở cái file này lên. À, nó vẫn báo lỗi. Chúng ta sẽ xem mở ra nào. Rồi. Vẫn báo lỗi thì nó sẽ không đọc được. Tại sao nó vẫn không đọc? Mình sẽ copy vào cái này vào trong thư mục x86. À, system32 này. Ship32 đấy. Sau đó mình lại chạy file này. Chọn OK. Bây giờ mình sẽ quay lại. Mình sẽ vào file này. Đấy, như vậy chúng ta đã đọc được cái file SH. Vâng ạ. Nhiều trường hợp ấy. Đấy, nhiều trường hợp ấy. Nhiều trường hợp các bạn chạy cái không được ấy thì các bạn là những cái file này thường ở lâu cơ. Đấy, mình thấy những cái file này ở trên máy ấy. Nhiều người vẫn sử dụng cái file cũ này, thì các bạn muốn đọc được ấy thì các bạn sẽ phải chạy những cái file đấy, vâng ạ. Đấy, chạy những cái file đấy. Đó. Đây. Như vậy nó đã đọc được, vâng ạ. Khi mà các bạn nháy vào các bạn đi xem ấy thì các bạn open quit này, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có ra một cái biểu tượng hình như này này, thì nó sẽ đọc được cái file SH đấy nhá. Đây SHS. Đó. Nó sẽ tự động chuyển sang Word đời cao này để chạy luôn. Các hiểu chưa? Đấy. Nó sẽ tự động chuyển sang cái Word này để chạy luôn. Đó là chúng ta chạy trên cái file đó. Đấy, rồi OK các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.